Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chú cá của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Được. Và cái cần con nuôi của nó thì mình sẽ sử dụng cái nút bình đây này. Mình sẽ tô nhé. Mình tô màu đen ở đây để làm cái phần con nuôi ở bên trong cái mắt của nó. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái phần những cái phần gân ở bên trên cái phần vảy và cái phần đuôi này. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái phần chú cá với cái phần đầu này, phần vây. Bây giờ mình sẽ đi vẽ cái phần đuôi. Nó cũng sẽ có những cái đường gân, những cái đường gân màu đen này. Các bạn chỉ cần đến đây thôi nhé, bởi vì là cái phần đuôi của nó thì nó chỉ có đến cái đoạn dưới thôi, chứ nó sẽ không dài lên hết ở bên trên của cái thân chú cá này đâu. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái phần sống lưng của nó đây bằng cái phần bông bằng tay nhé. Thì các bạn sẽ đo cho mình cái phần kích thước của cái thân này. Ví dụ mình dán ở đây một cái này. Phần bên dưới này thì nó sẽ đến đây thôi. Các bạn bẻ đi. Cho mình dán vào đây. Mình sẽ xếp tạm lên như thế này đã nhé các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dán những cái còn lại, mình bẻ đôi ra. Mình dán lên đây để làm cái phần xương cho nó nhé. Đây mình sẽ xếp nó vào đây, sau đó thì mình sẽ cắt nó ra nha. Đây, như vậy các bạn sẽ thấy là mình sẽ có cái phần thân của nó bằng cái bông bàn tay như này. Sau đó thì mình sẽ dán nó lại nhé. Mình sẽ sử dụng cái kem nến để mình sẽ dán nó vào. Các bạn để đúng vị trí của nó như này, các bạn dán keo vào để cố định. Tiếp tục mình sẽ dán những cái phần xương còn lại vào.
Đối với hai phần hai bên thì các bạn dán đối xứng nó vào nhé. Được. Và như vậy đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã hoàn thành xong một chú cá màu hồng với điểm đặc biệt luôn trên thân của nó là những cái phần bông ngoài da như thế này rồi. Các bạn có thể tham khảo cái cách làm này của mình để cho các bé nhà mình chơi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.